Rồi, thì trước mặt tất cả các bác đây chính là một cái đơn hàng hoàn. Đây bên trong này nó chính là cái cặp dây loa Chamberlain Music Way. Đấy, dòng này là dòng đời thấp, dòng tầm trung của hãng. Đấy, thì cặp này là anh Bảo ở ngoài Hải Dương nha. Đấy, thì tí em sẽ quay cái số điện thoại của anh ấy lên. À, đơn hàng hoàn của nó đây. Cho anh nhìn chưa? Đấy, tem của nó này. Đấy. Đơn này là sao? Đấy, khi đơn này thì bác ấy gọi điện và hai bên anh em là có chốt với nhau là cặp này em bán là 16 triệu. Đấy, bác có chốt bên em là bớt cho bác cái 500.000. Đấy, bớt cho bác cái một chút. Đấy, cho nó hoàn hí thì bên em có bớt cho bác cái là 500.000, tức là 15 triệu 500 ngàn cái cặp dây loa này. Đấy, thì khi em ship ra đến nơi thì bác lại lật mặt, bác lại báo bên em là ở đơn này thì bây giờ dây này thì anh chỉ mua được 12 triệu thôi. Ship cốt nha, em ship COD thì bác ra đến nơi thì bác kêu là đơn này thì anh chỉ lấy lại 12 triệu là 12 triệu thôi. Đấy, thì em cũng cho hoàn về luôn. 12 triệu thì thực ra cái cặp này bây giờ cứ nhập vào cũng chẳng nhập vào cái giá đấy được, chứ đừng nói là bác bán cho bác ấy mới cái giá đấy. Mặc cả điện thoại, tin nhắn thì còn rất là rõ ràng rồi, xong đá lơ thì bác ấy cố tình bác ấy mặc cả. Đấy. Nhưng mà em không bán, em cho hàng quay đầu về đây. Này. Bây giờ em sẽ khui ra cho các bác xem nha. Bác này thì ở Hải Dương. Đây, em đóng vào cái hộp này cho nó rất là dày dặn đây. Đấy. Đây. Đây chính là cái cặp dây loa của nó này. Bây giờ em ra cụ lấy ra cho các bác xem nha. Cặp này thì còn rất là đẹp. Cặp này thì nó có chiều dài là 2,4 mét một cặp. Đây. Đây, các bác nhìn chưa? Đấy. Đây. Cái cặp dây loa của nó đây. Đấy. Một cặp dây loa Chamberlain Music Way. Đấy, các bác nhìn chưa? Cặp này dài 2m4, dây thì nguyên bản nguyên zin cho các bác nha. Thì ra cái này thì bác nhìn trên điện thoại thì nó trông nó hơi nhỏ thôi, nhưng mà dây thì khá là to đấy. Đây, đầu giắc càng cua của nó này. Đây là đầu giắc càng cua gọi là nguyên bản nha. Các bác nhìn chưa? Đó, nguyên bản nguyên zin này, đây những vết keo bên hãng người ta bắn vào này. Các bác nhìn chưa? Đó, lõi dây là lõi là 5.6.0 ly nha. Đấy, dây thì còn rất là đẹp này. Tất cả đều là hàng nguyên bản về. Các bác nhìn chưa? Đó. Đấy, cặp này đây. Đó. Đầu càng cua các bác nhìn nha, cực kỳ là đẹp nha. Nếu mà so với lại những dòng dây Chamberlain mà hàng này hàng đã qua sử dụng, cái đầu rắc như này thì nó còn rất là đẹp rồi. Các bác nhìn chưa? Cặp này á, mỗi vế là dài 2,4 mét đấy. Thì ship ra lơi thì bác cũng có nhận hàng thì bác có báo là cặp này bây giờ nếu mà lấy thì anh chỉ lấy được 12 triệu thôi. Vì em báo là thôi bây giờ em không có làm ăn trẻ con đấy. Mình người lớn chốt giá như nào người ta ship ra, bác ấy bảo là bây giờ bác ấy 60 tuổi rồi, bác không biết chuyển khoản thì ok. Đấy, em ship COD ra cho bác ấy. Đấy, khi ship ra đến nơi thì nhận lại được như này này. Đấy, hàng hoàn về, em ship từ tuần trước rồi. Đấy, thì hôm nay hàng nó hoàn về. Đấy. Đấy, nó là dòng dây loa thì đây em sẽ quay các bác xem nha. Đây, cái cục lọc nhiễu của nó đây. Đấy, đây chính là cái cục lọc nhiễu này, đây các bác nhìn chưa? Đó, Chamberlain Music Way Super này. Đấy, cục lọc nhiễu nó đâu có vết chảy xước gì đâu mà. Đấy, mà bác khi ra bác đưa bác kêu là dây này còn xấu. Đây, mặt đằng sau thì nó là sẽ là cái seri này, các bác nhìn là 35880 M2 này. Đấy, cái này nó là số seri đằng sau của dây thôi. Đấy, cặp này 2,4 mét. Riêng cái dòng của Chamberlain này chất âm của nó thì không thể chê vào đâu được. Đặc biệt là những bác nào đang đánh BV kép này, Tannoy này, các bác nên lưu ý về cái cặp này này. Đấy, trong cái phân khúc tầm giá mà các bác sở hữu được những cái dòng dây loa chất lượng như này thì em thấy nó cũng không có quá là nhiều nha. Đấy, bác đánh Tannoy BV kép mà muốn sâu, tiếng bát sâu này, tiếng nó xuống, nghe nó có tĩnh, nghe nó có độ tĩnh, tiếng nó là chi tiết, đấy, tiếng nó tách bạch thì các bác có thể tham khảo về cặp dây loa Chamberlain như này. Cặp này thì em về là 2m4 đấy, và một cặp 3m nữa. Thì bác nào mà 3m thì giá nó cao hơn. Đấy, 3m của nó thì nó hơn 20 triệu cơ. Đấy, còn cặp này thì 2m4 đấy, giá thì em bán là 16 triệu đấy. Thì bác ấy lấy là em bớt được bác đấy, 500 là 15 triệu 500 ngàn. Đấy, thế mà đã lên lời thì bác ấy báo là dây này bây giờ không còn được đẹp nữa. Đấy, thì anh chỉ lấy 12 triệu thôi. Đấy, được thì anh lấy, không thì thôi, hoàn về. Nói chuyện đúng như trẻ con các bạn. Thực ra những khách như vậy, thực ra thì thà mình hoàn về mình bán rẻ cho khách khác còn hơn là bán cho những cái bác như vậy. Đấy, con người như vậy nó đâu có giải quyết được cái gì đâu mà. Đấy, hàng hóa như nào bên em đã chụp rất là kỹ càng cho các bác rồi. Đấy, và thực tế thì kể cả là chụp ảnh thì nó cũng không thể nào mà
chi tiết bằng em quay video đây các bác nhìn thấy chưa, tất cả các càng cua của nó đây. Đấy, càng cua thì còn rất là đẹp này. Đấy, vì dây nó là dây đã qua sử dụng rồi thì có không thể nào đòi hỏi được mới như 100% được. Đấy, các bác nhìn chưa, đấy đây các bác nhìn được tất cả này, đây dây của nó này, đây càng cua thì cái dòng Chamaron này này của nó thì nó đều sử dụng càng cua thôi nha các bác. Đó, cặp này 24 rất là đẹp luôn, cục lọc thì các bác nhìn rồi đó, không có một vết chảy xước nào đâu. Đấy thì bác về bác ấy ở bác tên Bảo ở ngoài Hải Dương nha. Đấy, Tứ Kỳ Hải Dương. Đấy, bác nào lấy thì cặp này đều hôm nay bác nào lấy em tính cho bác 15 triệu nha, em vẫn bao ship vào các bác luôn. Lưu ý cọc thì em ship nha, các bác nên lưu ý giúp em nhé, cọc thì bên em ship cho các bác, còn nếu không cọc thì thôi thông cảm giúp em. Đấy, hàng giá trị cao nó khác so với những hàng giá trị 1-2 triệu hay vài trăm nghìn thì nó khác. Còn đây là những hàng giá trị cao thì với lại gặp xui, gặp này thì thật các bác này, em rất nhất là bán hàng ra mà gặp những khách kiểu như vậy lật mặt á, em không bao giờ em bán đâu nha. Đấy, tại vì gọi điện tin nhắn chốt rất rõ ràng. Đấy, rồi thì hôm nay thì em về được cái cặp em hoàn về được cái cặp dây Chamaron này này, đều đang có nhu cầu. Đấy, các bác chơi những dòng dây loa chất lượng, dòng dây loa hay ăn, các bác có thể alo cho em nha. Đấy, 15 triệu em bao ship vào các bác, đầu rắc càng cua 8 cái em quay rất là kỹ các bác. Đây, tất cả các đầu rắc càng cua của nó em quay rất cẩn thận các bác xem nha. Đây các bác nhìn nha. Đấy, nó không bị reset các bác nhìn này, nó không hề reset một tí nào luôn này. Đây các bác nhìn này, còn rất là đẹp nha. Giá đấy, bác nào không có nhu cầu thì cứ alo em Huy Cường nhá. Rồi, sau cùng em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.